gấp tinh đậu đỏ. Đợi nhân sự. Nếu các bạn biết Tâm đang ở đâu á, tất nhiên là không phải con trai nha. Đang xem, đi đâu. Ok, chào mừng mọi người đến với nơi mình sống ở Estella Heights. Ủa, nói ở Estella Heights mà tại sao lại ở công cha ta? Chắc là mọi người sẽ nghĩ là ở nơi mình sống sẽ có những là nhà shop house, quán cà phê, trà sữa gì đó đúng không? Nhưng không, ở mình có nguyên một cái trung tâm thương mại xịn sò luôn. Đây là Estella Place, là trung tâm thương mại nằm ngay bên dưới nhà mình luôn á. Ở đây thì có 5 tầng, có đầy đủ các quán ăn nhà hàng như là Pizza Phobi, Hoàng Yến, KFC, Happy Lunch, Sushi, các quán cà phê như là Vương Nam, Starbucks, Phúc Long, Công Cha và Koi nữa. Còn về mỹ phẩm thì có Innisfree, The Face Shop, The Body Shop, các siêu thị như là An Nam và Muso. Từ ngoài ra thì còn có quần áo, giày dép, mắt kính, túi sách, các trung tâm tiếng Anh, thì quá trời nhiều luôn. Nói chung là mấy cái việc mà mua sắm hay là ăn uống gì á, đối với mình rất là đơn giản luôn. Chỉ cần bước xuống nhà thôi là tha hồ mà lựa. Dưới đây là xa lộ Hà Nội này mọi người. Estella thì nằm ngay mặt tiền của xa lộ Hà Nội luôn. Phía sau lưng Tâm là kế bên Estella đó, là Cataview. Phía bên kia là hàng xóm Mastery, là nhà chị Siêu đó. Đây là còn ngay đây là Gateway. Phía bên đây là Vista, cũng khá là tiện ha. Nếu mà mọi người thích thì để lại bình luận bên dưới bữa sau mình qua ở ha. Đùa chứ, từ đây mà đi qua trung tâm quận nhất thì có hai đường, qua hầm Thủ Thiêm hoặc là cầu Sài Gòn. Tâm nghĩ đâu cỡ khoảng 15 phút đó, tiện ha. Ngoài ra xung quanh đây thì còn có rất là nhiều trường quốc tế này, bệnh viện này, có cả siêu thị Metro nữa mà bây giờ người ta gọi là Mega Market á. Và tiện nữa là chỉ cách Mega An Phú chỉ vài phút đi bộ thôi, tiện ha. Thêm cho mọi người một vài thông tin là Estella Heights này thì được xây dựng bởi Capitaland, có 4 tòa tháp cao từ 33 đến 34 tầng nè. Có các căn hộ 1 phòng ngủ, 2 phòng ngủ, 3, 4 cũng có luôn. Trời, ngoài ra thì còn có penthouse hay là duplex nữa. Nếu như ở Landmark 5 thì chỉ cần bước qua một con đường thôi là đến Landmark 81 rồi. Còn hôm nay chỉ cần bước qua duy nhất một cánh cửa thôi. Một cánh cửa thôi là tới thang máy lên nhà Tâm rồi. Nhưng mà trước khi lên nhà Tâm thì Tâm sẽ dẫn các bạn đến một nơi vô cùng tuyệt vời luôn. Đi theo mình nha. Đây là một con đường toàn là cây cối không, tạo cảm giác rất là sảng khoái, trong lành. Bên đây là hồ bơi nè, ngoài ra thì còn có rất là nhiều tiện ích khác nữa mà Tâm không biết kể bắt đầu từ đâu hết. Vậy thì bắt đầu từ hồ bơi ha. Đây, kế bên Tâm là hồ bơi dài hơn 50m lận á. Còn phía xa xa bên kia là hồ bơi dành cho trẻ em này, hồ bơi lười, có cả hồ bơi jacuzzi nữa. Hồ bơi này thì có nghĩa là hồ bơi nước nóng, có hệ thống phun nước hơi mạnh, tạo cảm giác cho cơ thể được massage này, rất là thoải mái. Còn xung quanh hồ thì có các hệ thống mái che rộng rãi, thoải mái lắm mọi người. Bên trong đó thì có trang bị sẵn như là ghế cho mình nằm này. Ngoài ra thì còn có hồ cảnh quan, trong khi nằm thì mình có thể nhìn ngắm xung quanh ra hồ cảnh quan, tạo cảm giác rất là chill đấy. Còn đây là mình đang đứng ở khu vực phía trên hồ bơi. Ở đây thì có phòng thay đồ, phòng xông hơi, phòng tập gym, phòng đa năng hay là có cả phòng xem phim nữa đó. Còn vị trí Tâm đang đứng ở đây là phòng tập gym. Ngoài ra thì mé bên đây còn có siêu cà phê. Bên kia là có sân cầu lông, sân bóng rổ và còn có khu vui chơi trẻ em nữa. Nói chung là mọi người khi tới đây thì có thể trải nghiệm tất cả các loại hình vui chơi giải trí này,
thể dục thể thao mà không cần phải đi đâu xa hết. Chỉ cần bước qua một cánh cửa thôi là tới nhà mình rồi. Xin giới thiệu với mọi người, đây là hành lang tầng thứ 18 của tòa tháp 4. Với thiết kế với tông màu sáng thì tạo cảm giác cho chúng ta thật là dễ chịu và thoải mái. Giới thiệu với mọi người luôn, mỗi tầng như vậy nè thì chỉ có 7 căn hộ thôi. Và bây giờ thì mời mọi người vào nhà mình chơi. Sau khi mà tham quan một vòng rất là nhiều các tiện ích ở phía dưới thì mọi người thấy có gì ở đó không? Có đúng không? Ngạc nhiên đúng không? Mình cũng thế mà. Vậy thì với những cái tiện ích rất là nhiều như thế thì mọi người có tò mò xem là một căn hộ ở Estella hay ở đây nó sẽ như thế nào không? Nếu mà có tò mò thì ngay bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Tan tan! Đây là căn hộ một phòng ngủ với diện tích khoảng 59m2 với giá từ 3 đến 3,5 tỷ. Căn hộ này thì bao gồm phòng khách này, phòng ngủ, phòng bếp, ban công và kho, mỗi kho bé bé xinh xinh thôi. Và đây mình sẽ dẫn cho các bạn đi. Ngay từ cửa vào thì mọi người sẽ thấy đây là một căn phòng bé bé thôi. Ở trong thì mình đựng vali này, mấy cái đồ linh tinh như là chổi, cái lau nhà, bla bla. Rồi sẵn tiện là có máy giặt với lại bàn ủi thì mình gọi đây là phòng giặt sấy luôn. Còn đây là chỗ để Tâm mang giày dép hay là tháo giày dép ra. Nếu mà tháo xong thì tiện tay thì Tâm để xuống dưới này luôn. Còn trên đây thì Tâm sẽ thường để móc khóa, nón hay là ba lô nữa. Kế bên Tâm là một cái kệ lớn hơn, đựng nhiều đồ hơn. Ngoài ra thì nó còn dùng để trang trí nữa. Mình trang trí tùm lum trên này luôn. Phía bên này là khu vực bếp. Tiếp theo là bàn ăn và sau lưng Tâm là khu vực phòng khách. Phòng khách thì có nguyên một cái sofa dài và thì là nổi bật. Và đây cũng là màu mà Tâm yêu thích luôn. Ngoài ra thì còn có cây cảnh, hệ thống đèn và tranh làm cho căn phòng thêm sinh động. Mà hôm trước bạn Tâm mới gửi cho Tâm một cái hộp quà này. Đó là một hộp bánh, bánh gì thì xíu mọi người biết nhá. Còn bây giờ thì mình mổ xẻ cho các bạn coi nhá. Giới thiệu với mọi người nha. Đây là hộp bánh trung thu nè. Bánh trung thu vào dịp rằm tháng 8 thì nó cũng giống như là bánh chưng trong ngày Tết vậy đó. Nhắc mình nhớ, hồi nhỏ nhà Tâm thì có sở thích là ăn bánh trước trung thu. Còn vào dịp lễ thì xã Tâm thì là một cái lồng đèn siêu to, khổng lồ, to là to. To vật vã luôn, khoảng tầm to chắc cỡ khoảng tầm 1,5 m lận á. Rồi vào dịp lễ, ngay đúng vào tối dịp lễ thì nguyên cả xã cầm tay nhau rước đèn đi chơi. Rồi, vui lắm. Ngoài cái rước đèn ông sao đó thì mọi người cầm đuốc nè, xong rồi thêm mấy miếng dầu hoa hỏa, xong rồi phun phụp phụp phụp. Trời ơi, vui là vui vậy á. Bánh trung thu ngày xưa thì không có nhiều loại đâu, chỉ có này, thập cẩm, dẻo này, đậu xanh này. Rồi còn bây giờ quá trời luôn. Trà xanh, mè đen, hạt sen, rồi tiramisu, bla bla, trời quá trời luôn. Mà vừa lạ vừa ngon, rồi vừa đẹp nữa chứ. Mọi người thật là sáng tạo. Rồi còn đây, hôm nay đây là bánh trung thu handmade. Ở mỗi nơi, cái bánh handmade này thì mỗi nơi mỗi khác nhau và tạo nên dấu ấn riêng. Còn đâu rồi, đây. Còn trong hộp này thì có 4 cái bánh. Thì đây, trà Atiso Phúc Bồn Tử nấu chậm. Ồ, trà gì đây? Mứt, vỏ cam, hạt Macadia, chè lục tàu xá, chè mè đen. Trời ơi, những cái tên dài ơi là dài. Đợi mình ăn xong thì mình sẽ dẫn các bạn đến một nơi khác thú vị hơn nha.
giới thiệu với mọi người, đây là ban công của tầng 18 tòa tháp 4. Từ đây thì chúng ta có thể nhìn thấy view của tòa T1 này, T2, còn ở giữa đây là The Estella. Còn phía bên kia thì chúng ta có thể nhìn thấy view của một ngôi chùa có tên là Pháp Viện Minh Đăng, cùng một bãi đất trống, và xa bên kia là những tòa nhà cao tầng khác. Còn ở phía dưới này là khu tiện ích, nội khu của Estella 2. Lần đầu tiên mà Tâm nhìn xuống đây á, Tâm không phân biệt được nó là hai khu. Tâm nghĩ là một, nhưng mà thực ra là hai đó. Cái suy nghĩ đầu tiên của Tâm là trời ơi, đẹp lắm mọi người ơi. Mà nãy Tâm chỉ giới thiệu cho mọi người là một khuôn viên ở tầng trệt thôi, còn một khuôn viên ở tầng trên nữa. Bây giờ Tâm chuẩn bị đi nè, để Tâm dẫn mọi người đi nha. Giới thiệu với mọi người, đây là phòng ngủ của Tâm. Nội thất trong căn phòng này thì cũng đơn giản thôi. Có giường này, tủ quần áo, cửa sổ bên này, bàn làm việc và bàn trang điểm riêng. Còn có cái toilet bên này nữa chứ. Nội thất trong nhà vệ sinh thì cũng có như là bồn tắm đứng này, bồn rửa mặt này, gương, tủ và kệ đựng ba mấy cái đồ linh tinh nữa. Còn về thiết kế của căn phòng này thì có tông màu và style cũng giống như phòng khách vậy đó. Để xíu thêm kiếm đồ bơi nha. Mình đang đứng ở một khu tiện ích không phải của tầng trệt, nhưng mà Tâm nghĩ thì nó cũng không kém phần hoành tráng như ở dưới đâu. Đây là tầng 6 của Estella Heights, khu dành riêng cho cư dân Estella thôi nha. Nếu như ở dưới tầng trệt có sân bóng rổ thì ở trên này có nguyên một cái sân tennis to đùng luôn, mọi người đi và đứng mỏi chân luôn. Nhưng mà thực ra thì mọi người không cần phải đi và đứng đâu, tại vì nó sẽ có khu vực ngồi xung quanh cho mọi người coi. Ngoài ra thì trên này còn có hồ bơi tràn 50m này, xíu Tâm sẽ bơi ở đó đó. Ngoài ra thì còn có hồ bơi cho trẻ em này, khu tập thể dục, rồi một khu nướng BBQ nữa. Không biết kiểu sao cho hết luôn, trời ơi, quá trời luôn. Đó mọi người thấy đó, ở đây thì hầu như là có tương đối đầy đủ như ở dưới tầng trệt. Chỉ có điều là nó cao hơn và có view nữa. Cái khu vực nhà nhỏ như này này, thì có cây cối này, hồ cảnh quan, mái che và có cả ghế nữa cho mọi người có thể thư giãn rồi trò chuyện với nhau. Tới đây thì mình nghĩ là clip của mình đã quá là miên man rồi. Thôi tạm biệt mọi người, mình đi bơi đây. Hẹn gặp lại mọi người vào những tập tiếp theo. Nhớ like, share và subscribe kênh YouTube của Nơi Mình Sống nhé.